Thì ra cái này tôi coi trên mạng là có thiệt. Ẩm con chó lên cao cách mặt biển giống vậy là tay chân của nó sẽ tự động bơi luôn. Mấy nhỏ mèo đâu ra kiểm đồ giùm tôi, cái tôi có đem thiếu gì không nè. Dập cái gì đó mà chưa nứt vali ghẻ bền được. Mà mọi người thấy Sugar nó có gì lạ lạ không? Nó cũng là nó đó, nhưng mà nó cũng lạ lạ. Đây là nó vài tiếng trước nè. Tại vì đây là lần đầu tiên đi biển của Sugar, cho nên tôi sẽ cho nó thêm một cái lần đầu tiên nữa. Đó là lần đầu tiên ra xì ba cắt tóc. Tới giờ tôi tự xử ở nhà ngoài, với lại tôi thích nó để tóc dài. Mà thôi bữa đó chơi lớn cho đi hất tóc đi. Tại vì đi biển cũng phải tắm xé thường xuyên, tóc gọn gọn đi cho nó khỏe. Cổ ha. Tôi nói với xì ba là cắt sao cũng được, miễn gọn là được. Cái người ta cắt cho nó cái kiểu tròn tròn của mấy con Samoy hay là mấy con phốc sóc rồi á mọi người. Nhìn cái mặt nó tiếu lâm dữ lắm luôn á, tại đó giờ nó như vậy không nè. Đó tóc tai lúc nào cũng tưa tưa, đầu cổ bù xù vậy không nè. À đúng rồi, nó còn có cái bờm với cần cổ nữa. Đó nói chung là nó lông lá vậy đó. Cái thì tao tẻ nó xong tôi tưởng con chó này con chó nào không à. Mà nhìn nó dễ thương ha. Giờ tôi sẽ gắn cham cho cái đôi cờ đốc của tôi cho nó có vai biển rồi đó. Rồi, đây là cái thao đồ mà tôi sẽ chuẩn bị cho Sugar. Cái đồ kẹp xanh lá này là cái đồ gấp lựu đạn cho Sugar á mọi người. Cái gì chứ cái này quan trọng mà nghe, tại vì lần đầu tiên nó đi xa. Tôi cũng hơi lo cái vụ vệ sinh cho nên là kỹ cái khúc này một chút. Tại vì tôi cũng không biết thói quen sinh hoạt của nó khi mà ở chỗ lạ vài ngày. Sugar thì nó hiền thôi chứ nó cũng thuộc dạng hơi nhát nhát với mấy cái thứ lạ lạ. Rồi, phe với mọi người áo cặp của hai đứa tôi trong chuyến du lịch này. Hai đứa bận vô cái là biết bản thân liền. Hãy cho Sugar bận cái này lên xe là hơi bị ấm luôn. Ê mà đây cũng là lần đầu tiên Sugar đi xe bự luôn á. Ban đầu á tôi định cho Sugar ngồi hàng ghế cuối với thằng em của tôi cho nó rộng rãi, kiểu cho Sugar nó thoải mái á. Tại hàng cuối có người ngồi à, còn hàng giữa thì có tôi với nhỏ em tôi ngồi. Nhưng mà tôi cứ quay xuống tôi dòm nó hoài thì tôi thấy nó không có thoải mái lắm. Kiểu nó không có chịu ngồi yên nghỉ ngơi, không chịu ngủ, mà nó cứ kiểu đứng lên ngồi xuống đi tới đi lui. Nhìn mặt nó vậy nè thì tôi biết là chắc nó đang sợ rồi đó. Cho nên là tôi hốt nó lên ngồi chung với nhỏ em tôi với tôi luôn. Tại vì dù sao nó cũng thân với hai đứa tôi nhất, cho nên là có thể nó sẽ cảm thấy an toàn hơn. Mà vậy thiệt mọi người ơi, ngồi chung với hai đứa tôi một xíu là bắt đầu nó bình thường, nó ổn định lại. Đó nó nằm yên xong rồi cái nó ngủ luôn chứ nó không có lay hoay hay là ngồi thở nữa. Rồi xong cái nó chiếm luôn cái mền của tôi luôn. Vậy đó ha, ngủ một mạch từ phia tới sáng rồi còn ngái nữa. Khúc này là tới Vũng Tàu rồi nè, bước xuống một cái là có ní ra đón liền. Rồi tranh thủ vô phòng cất đồ một cái là đi tắm biển liền, tại vì thời tiết quá trời đẹp rồi. Phải bận cái áo này lợi ra tới biển tôi mới chịu đặng chụp tấm hình làm kỷ niệm. Nhìn có thấy có gì mà chụp hình mà mỗi đứa nhìn nơi vậy. Thắt dây đi. Không biết cảm giác của Sugar nó sẽ làm sao ha, tại vì đây là lần đầu tiên nó thấy cái cảnh tượng này luôn á. Đi trên cát thì được, mà tới khúc nước biển đánh vô thì né nha. Đó chứ, cũng lần đầu tiên mới vậy người ta còn hơi bỡ ngỡ. Cũng biết hưởng thụ lắm nha, tính làm chiêu vậy không đó. Không thì lâu lâu lặn xuống liếm miếng nước biển cho nó đỡ lạc miệng vậy đó. Đi à, đi ra. Giỏi. Có đâu sợ. Mát mẻ không, thấy không? Chưa quen thì mình xuống mình làm quen chứ có đâu ở trên bờ. Với biển mà ở trên bờ là sao? Mày ơi, chưa đi biển, chưa đi sông, chưa đi hồ bơi lần nào hết trơn mà người ta cũng có cái bản năng bơi lội lắm chứ bộ. Nè, tuyệt kỹ bơi chó nè. Nhìn như là bả đạp xe đạp vậy đó. Chứ tắm về còn bị hai nhỏ lùn chặn đường nữa. Làm quen xương xương hơi dĩ tặng lâu mình lâu mẩy nè. Mà hỏi chứ nãy con uống nước biển làm chi vậy Sugar? Liếm nước biển mặn quá gì húp nước này lại khí thế nè. Ăn cơm nè, ăn cơm với cá. Phải ăn cá lắm. Khuya qua giờ mới ăn đó, ngồi trên xe mà cái bụng bắt kêu gột gột. Chiều cái thay đồ đẹp đặng đi cà phê đi ngắm hoàng hôn. Mà tới nơi cái mưa lâm râm cái không ngắm hoàng hôn được luôn. Mà hên cái mưa lâm râm nhỏ nhỏ xíu là hết à. Bởi vì vẫn ngồi không gió uống trà sữa được chứ không có mưa bự. Tối thì đi ăn ốc. Đợt này tôi đi không có chuẩn bị trước rảnh cái là đi à. Bởi vì ăn uống là tôi coi trên mạng rồi tôi đi theo không đó. Mà trước khi đi tôi sẽ gọi điện hoặc là nhắn tin cho quán hỏi là có cho đem chó vô không. Người ta chịu tôi mới dắt Sugar lại. Mà hên cái đợt này tôi đi quán nào người ta cũng cho chó vô hết trơn á. Nhưng mà theo tôi thì vô quán nào mình cũng nên hỏi trước đi chó chắc. Ăn xong cái đi dạo biển đêm vậy là hết ngày. Tối về ngủ một giấc thiệt ngon tới sáng cái đi tắm biển sớm nè.
để tôi coi cái góc nhìn của Sugar khi thấy biển là nó chiêu hay là nó bất ổn nha. Cho nó gáo nước nè. Rồi giới thiệu với quý vị outfit đi ăn sáng uống cà phê. Thấy trời đẹp bao giờ chưa? Nè, đẹp trai lắm đó. Ở ngoài trời là đẹp trai kinh khủng luôn. Dạ. Trời ơi, quá à. Ê mà mấy nay đi theo trên mạng không à? Kiểu giống như là tính đi ăn nhắc nào là lên mạng search chắc đó. Vậy đó mà thấy chỗ nào cũng ok hết trơn á. Có một cái chuyện như thế này, hồi lúc mà con Sugar nó đi bụi 6 tháng á, thì ngày nào tôi cũng đi kiếm nó hết. Nói chung là miễn tôi có thời gian rảnh là tôi sẽ đi kiếm nó. Nhưng mà 6 tháng thì nó cũng rất là dài á mọi người. Duy trì một thời gian khoảng 2-3 tháng. Kiểu nói chung là mình cũng đuối và buồn. Và sẽ có những cái suy nghĩ giống như là chắc là mình nên chấp nhận những cái thứ mà có thể là mình không có mong muốn rồi đó. Kiếm tới một lúc thì tôi thành một cái thói quen thôi, đó là đi ra đường sẽ đi kiếm một con chó màu trắng có mấy cái đốm nâu nâu. Ê, có một lần tôi gặp một con y hệt nó luôn mà tôi giật mình luôn á. Tôi bước xuống xe tôi chặn đường cái con đó liền. Nó giống mà nó giống tới khoảng mà 90% luôn á. Mọi người biết 10% còn lại không giống là gì không? Là con đó nó còn hàng họ đồ ngon lành lắm. Còn Sugar thì nó thiến lâu rồi chứ không thôi là y hệt hay gặp nước. Nói chung là trong khoảng thời gian nó đi bụi tôi cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm. Mình không có biết là mình có thể gặp lại được nữa không, nhưng mà nói chung là mình cũng vừa hy vọng mà cũng vừa nghĩ tới những cái thứ mà mình không muốn nó xảy ra. Kiểu mỗi lần đi kiếm nó tôi hay nói chuyện mình nên á mọi người. Xong cái cũng có nhiều lần tự nhiên tôi hay nói là nếu mà Sugar về thì tao sẽ chở mày đi biển. Tự nhiên cái hay nói gì đó, về đi chở mày đi chơi, chở mày đi biển, không có đợi mày buồn hiu ngồi đợi ở nhà nguyên ngày nữa. Sugar nó phái đi chơi chứ lắm. Cái thứ mà nó phản ứng tích cực nhất đó giờ mà tôi thấy là hai chữ đi chơi. Nhưng mà có một thời gian dài tôi ít chở rồi, tại vì tôi không có ở chung với nó. Cái làm như nó quậy tôi hay gì á mọi người, nó đi một cái 6 tháng cho tôi hả tới nái luôn. Nhiều khi nó bắt được cái tần số, nó nghe tôi nhảm nhảm, nó đi biển đi chơi gì đó, cái nó quay về. Nói chung là một cái suy nghĩ vô chi trong lúc đi kiếm nó thôi. Mà tôi thấy cũng vui, tôi cũng muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm với nó. Ngày cuối ở Vũng Tàu nè, sáng thức thiệt là sớm để đi đón bình minh. Cuối Vũng Tàu cũng làm quen được thêm mấy fan nữa. Coi người ta tung tăng bơi diêu luyện không. Xong hồi cái quen được thêm một bạn khổng lồ nữa. Dễ thương quá à. Coi người ta bơi cỡ này nè. Mà nhỏ này ở ngoài ha, nó bự khổng lồ luôn mọi người. Mà nó đã dữ lắm. Muốn chơi với người ta đó mà không dám xuống nước. Ngồi đợi cái mặt kìa sững ngắt luôn. Nhỏ này nó bự con chứ nó nhí nhảnh lắm mọi người. Rồi nó phóng nó phi mà tôi tưởng đâu con ngựa không đó. Sugar đâu làm lợi nó đâu trời, bà chơi mình nên cũng được nè. Bà múa, bà nhảy, bà tắm cát luôn mà. Ê Sugar đứng kế mấy nhỏ này nhìn Sugar như ngón giỗ út vậy đó. Nói chứ gì không biết nói gì với nhau đó mà cũng sơm lắm. Của tôi bà ơi, giả bộ hơi hửi cái lũm một cục đi nha. Ăn uống xong xuôi rồi đi ra tạm biệt hai bạn lễ tân rồi đi về nè. Sugar đợt này đi về nhiều mùi quá, không biết có bị mấy nhỏ mèo nó thấy lạ rồi nó quýnh không. Thôi kệ đi, bình thường cũng hay bị nó chửi rồi. Sugar đừng cái mau quên lắm.